Chào mừng quý anh chị và bạn đến với channel Cùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản All New. Đây là bản cao cấp nhất. Thì trong video này em sẽ công bố giá cũng như là quà tặng khuyến mại của đại lý Hyundai Bắc Ninh cho quý hàng thời điểm cuối tháng 7 2024. Thời điểm này thì cũng có thông tin là có thể giảm thuế cho quý anh chị. Thì chiếc xe Hyundai Accent này thì bên em có 3 phiên bản số tự động. Bản AT thì có giá biết là 489 triệu. Đấy. Bản AT đặc biệt thì có giá là 529 triệu. Và bản đây là AT cao cấp thì có giá là 569 triệu. Thì tất cả các phiên bản bên em đều có tặng cho quý hàng, đó là phụ kiện phim nhiệt, trải trần da và bóng vô lăng. Phim cái nhiệt bên em bảo hành cho quý anh chị là 10 năm. Phim thì dán tất cả các kính. Thì về giá bán thì hiện tại Hyundai Thành Công đang có cái chính sách công bố giá bán tối thiểu. Thì quý anh chị có thể liên hệ qua số hotline để em có thể thông báo chính xác chương trình giá bán của đại lý cũng như là cái giá lăn bánh cho anh chị chi tiết qua từng vùng miền. Thì ở phiên bản cao cấp này thì Accent được trang bị rất là nhiều công nghệ đổi mới so với thế hệ cũ. Cụ thể có thể kể đến đó là lẫy chuyển số trên vô lăng này, rồi hệ thống Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense trên bản cao cấp này thì sẽ có các tính năng như là hệ thống phòng tránh va chạm phía trước này, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù này, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi này, đèn pha tự động thích ứng này, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển. Đó, rất là nhiều tính năng. Thêm tính năng nữa đó là sạc không dây, rồi thì toàn bộ động cơ và phần hộp số cũng được thay đổi. Chúng ta sẽ có chế độ lái. Đấy, bản trước thì không có chế độ lái. Đây là hệ thống chỉnh góc chiếu của đèn. Đó, rất là nhiều công nghệ. Và đặc biệt là chiếc màn hình sau vô lăng này cũng là một chiếc màn hình với cái kích thước lớn. Ở đây thì chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 10.5 inch và màn hình giải trí 8 inch. Về động cơ và hộp số thì Accent nâng cấp lên dung tích động cơ 1.5 và sản sinh công suất cực đại là 115 mã lực ở vòng tua 6.300 vòng trên phút. Hộp số của xe thì được dẫn động là đó là hộp số IVT. Hộp số IVT này thì nó có ưu điểm là giúp anh chị tiết kiệm nhiên liệu hơn này, và vận hành nó êm ái hơn, tăng tốc và giảm tốc rất là mượt mà. Và IVT của Hyundai bọn em thì có một cái ưu điểm đó là hộp số bằng dây đai xích, cho nên là cái tính năng bền vững, nó độ bền hộp số cũng rất là tốt. Chiếc xe cũng được cải thiện về chiều dài, chiều rộng, chiều cao, lần lượt là 4m535, rộng 1m765 và cao là 1m485. Chiều dài cơ sở của xe rất là tốt. Chiều dài cơ sở của Accent này thì đã vượt trội so với thế hệ cũ, đã lên được là 2m670, dài hơn khoảng đâu đó 7cm. Một chiếc xe hạng B nhưng mà đã có trang bị động cơ dung tích như Mazda 3, và cái chiều dài kích thước cũng gần tương đương những cái xe phân khúc C như là Mazda 3 hoặc là K3 đó, mà giá lại là rất là phân khúc B luôn quý anh chị ạ. Đấy, xe thì bên em sẵn những màu như là màu đen, màu đỏ, màu trắng rau ngay. Đặc biệt thì anh chị có thể cảm nhận thấy là vẻ bề ngoài của Accent đã được thiết kế hoàn toàn mới với những đường gân dập nổi này. Đó, tạo cái đường nét sang trọng và rất là thể thao cho xe. Đó, tay nắm cửa thì cũng được thiết kế to bản hơn. Đó, và tích hợp tính năng đèn nổ từ xa cũng như là mở khóa thông minh, cảm biến áp suất lốp thì cũng được trang bị. Về tiêu thụ nhiên liệu, đây em cùng anh chị. Về tiêu thụ nhiên liệu thì quý anh chị có thể thấy là xe có cái công suất 115 mã lực thì tiêu hao nhiên liệu đường kết hợp đâu đó khoảng 5.8 lít, đường trong đô thị là khoảng 7.6 lít và đường ngoài đô thị chỉ 4.75 lít thôi, rất là tiết kiệm. Đó, một chiếc xe phân khúc B này. Đấy, đây cốp xe anh chị có thể thấy phần cốp xe thì rất là rộng. Đó, cốp xe sang trọng và rộng rãi này.
hệ thống cụm đèn này, cụm đèn hậu của xe là cụm đèn dạng LED nhé. Đó, cốp xe rất là rộng, cái không gian cốp này thì anh chị có thể để được rất là nhiều hành lý cũng như là có thể là hàng hóa để cho mình tiện đi trên những cung đường dài. Qua một chút về hệ thống đèn đi. Hôm nay em sẽ giới thiệu tự do một chút. Hệ thống đèn của xe thì xe có trang bị cụm đèn LED định vị ban ngày, kéo dài từ trái qua phải tạo đường nét thời trang và cá tính. Hệ thống đèn của các phiên bản thì bản đặc biệt và bản cung cấp thì trang bị đó là đèn full LED, còn trên phiên bản MT và AT thường thì sẽ đèn halogen kiểu chiếu projector. Đó. Anh chị có thể gọi điện trực tiếp qua cái số điện thoại em để trên màn hình để em có thể báo giá chính xác cho anh chị, giá lăn bánh và những cái ưu đãi của đại lý tốt nhất. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai Accent phiên bản nào thì vui lòng liên hệ số điện thoại. Mà xin cảm ơn và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.